Vâng, xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của Hiền Trần TC. Như video trước em có giới thiệu với các bác chơi năng lượng mặt trời là cái bộ chuyển mạch ATS này. Đây thì mình chế bằng cách mua thủ công thì nó hết 25k. Đó, thì đây em chế mình ạ. Tại vì em không muốn đóng hộp, mình sẽ đóng hộp gọn gàng thì nhìn nó đẹp hơn. Em muốn để này để cho các bác dân chế muốn nhìn nó dễ hiểu. Thì em muốn để ra ngoài như này. Mình sử dụng là đây là nguồn điện nhà nước này. Đây là nguồn điện của inverter này, đây là bình lưu trữ này, bên kia là sạc năng lượng mặt trời, em đang để trên đó đó. Rồi, hiện tại là bây giờ là đang đây, đó, bây giờ dòng nó đang về chiều thì điện nó đầy, thì nó đang giảm dòng xuống này. Đây là 300W pin của em ấy. Bây giờ đang giảm dòng xuống vì cái bình ắc quy nó muốn đầy. Đó, bây giờ em cho xem về cái này thì em có làm nhiều video về cái hệ thống này rồi thì em chỉ nói sơ qua thôi. Thì bây giờ em chỉ thứ nhất em test cho bác xem cái bộ chuyển mạch này. Video trước em có giới thiệu thì test qua cho bác hiểu này. Đây em khi mà tắt cái điện inverter đi thì tự động nó sẽ chuyển sang điện nhà nước. Đây các bác nhìn là điện của inverter đang là 233V, 35V. Nên em tắt đi cái là xem điện nhà nước bao nhiêu nha. Đó. Bây giờ điện nhà nước đang là 116V. Này các bác nhìn này. Đó, bây giờ đang dùng điện nhà nước, inverter đã mất. Đó, giờ bật lên. Đó, chuyển mạch luôn thì lại điện nhà nước là 230V. Chuyển mạch nha. Thế thì bây giờ cái video này của em là em lại xin hướng dẫn cho các bác thêm cái chức năng nữa là cái này thì khi mình xài cái pin level 4 này mà hết thì nó sẽ sao? Nó sẽ ngắt cái thằng đóng mạch cái này nó đóng đóng mạch thì như cái cục sạc này thì buổi sáng ra nó sẽ tự mở mạch được, nhưng mà mình muốn cái pin này mình sử dụng làm sao cho nó, tức là mình thay vì này nó sẽ xả ra 1,2 ký điện, mình chỉ muốn nó xả khoảng 1 ký điện thôi để 20% pin lại để cho nó bảo trì được cái pin này nó tốt hơn. Thì em sẽ chế một cái gọi là cái mạch để thêm một cái con red light nữa. Đây con red light này em lấy từ cái đồ cũ ra như này. Đây những cái mạch có sẵn này, hoặc là các bác thể mua con red light. Đấy nó giống như con red light mà em mua cái này thì nó là 10k một con. Đấy, thì bây giờ em không có mua mà em lấy cái đồ cũ này em hàn. Đây em đang cho bác xem nào. Đây con red light này là ba chân này, là có hai chân vào này, để em hàn đây. Hàn vào để cấp điện cho nó này. Để trong đó ba chân thì nó sẽ bình thường mặc định nó sẽ nằm một bên. Còn khi có điện nó sẽ đóng qua, nó gạt qua gạt lại như này. Đây nó ba tiếp điểm này. Thì nó sẽ bình thường là nó nằm ở giữa này, nằm ở mép này. Khi mà có nguồn điện rồi thì nó đóng qua đây. Đó. Thế thì mình muốn đóng như vậy để mình làm cái gì? Để làm cái công tắc cho cái thằng inverter này. Đó, mình sẽ làm cái công tắc cho thằng inverter này để khi mà em sẽ sử dụng con bác nào mà sử dụng cái sạc Isuzu như rồi, như đây như cái này là cái bình ắc quy của em như này. Thì em đang sử dụng cái sạc này. Thì khi sử dụng cái sạc này rồi thì không cần cái thêm này nữa. Còn như sử dụng cái sạc MPT 45A này thì nó không có chức năng ra tải, nên mình bắt buộc phải mua thêm cục sạc này nữa. Thì cục sạc này cũng rẻ thôi, sạc này mua 130.000. Đó. Thì vì sao mình dùng cái cục sạc này là ở trên cục sạc có chức năng là đóng mở tải, thì là mình sẽ hạn chế là cái vôn mình muốn cái bình ắc quy cái bình của mình này nó cái ngưỡng bao nhiêu vôn để nó đóng, thì mình sẽ để cài đặt trên cái cục này. Đấy thì bây giờ em đã chế rồi, dây em vào đây hai dây để cấp nguồn ra này, còn đây là hai dây để đóng mở này. Đó, thì hai dây này em sẽ hàn vào trong cái con inverter này. Bây giờ trước khi hàn tháo inverter để em chắc cho bác coi này. Đó, hiện tại bây giờ đã cấp nguồn cho nó. Đó, hiện tại đã cấp nguồn. Bây giờ là ngày đang báo là mở này. Báo là mở này. Bây giờ đang tắt này. Đó. Đây các bác nghe con này rất lay nó kêu này. Này, cầm đuôi này các bác nghe tiếng này. Đấy, nó kêu nên là đóng đóng mở đấy. Phải lấy đồng hồ đo cho các bác xem này. Đây. Đó. Hiện tại bây giờ đang là
Đây là đang đóng này, à đây là đang mở này, chưa 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 đóng này. Đấy, đo thông mạch là đang đồng hồ không ấy này, em để em mở nó này. Đó là thông mạch này. Đó. Thì vì sao mà mình muốn cái chức năng này là mình sẽ cài trên cục sạc này. Đây nó có chức năng này là khi mở cái ngưỡng 12V là mạch mới mở. Rồi cái ngưỡng hết mình để là 12V là nó đóng chẳng hạn, thì mình có thể mình giảm xuống. Như cái pin này nó thường là 10V 8 sẽ ngắt, thì mình sẽ giảm cho nó xuống khoảng tầm 10 11V 5. Đấy chẳng hạn như này. Đây có nghĩa là đến 11V 5 là thằng này nó đóng tải, nó không không cho ra tải nữa. Đấy thì là nó sẽ ngắt inverter. Thì khi ngắt inverter thì đồng thời nó sẽ tắt thằng này. Đây thì em lấy công tắc của thằng này ra. Đó, khi mà lấy đóng tải là nó sẽ ngắt inverter, thì đồng thời là nó sẽ chuyển qua mạch dùng điện lưới. Thì các bác chủ động được trong vấn đề là điện lúc nào nó cũng ổn định. Thay vì các bác phải mua con Hall Grid nó có chức năng đầy đủ như vậy thì nó giá thành nó cao quá. Thì các bác đã chơi hệ như mini như này thì em hướng dẫn các bác chế cháo cho nó sử dụng nó rẻ nhất có thể. Đó, như cái này thì 25k rồi, thì cái này thì các bác cần có cục sạc này rồi thì không phải mua nữa. Còn nếu mà có không có cục sạc này thì lại mua thêm cục sạc như thế này nữa là hết 130.000. Với cái cục red light này thì mua như cục này, như cái đế nữa là 25.000 nữa. Xong. Thì bây giờ em sẽ tiến hành tháo con inverter ra để lắp cho các bác nhé. Đó, bây giờ rút điện inverter ra là vẫn có điện nha. Đây là có điện của anh. Hiện tại cái inverter này là đã được cắt điện. Đây, cái này điện này là điện của nhà nước vẫn truyền qua đây. Đây, tức là mình có thể tháo ra mình sửa thoải mái. Tháo cái mặt ra. Khi tháo này, các bác xem lại cái mạch nó này, chạy rất là êm nhé. Đây từ hôm mua giờ là em chạy suốt luôn đấy, chưa khi nào là tắt ngay luôn. Chỉ có mấy hôm mà bữa là mưa bão nó đóng nó bị ấy. Đây, con này là này, trong cái tem nó là sure này. Đó. Rất là ok nha. Thì mình chỉ lấy cái công tắc nó này, đây này, đây cái công tắc này. Tháo nó công tắc này. Tắc này nó đây. Đấy, thì mình vẫn giữ yên công tắc này. Bây giờ mình chỉ hàn hai cái chân này vào đây thôi. Được, hàn hai chân vào cái này của nó. Đây là hai chân ra này, đây, em sẽ luồn dây đây để nó hàn nó. Các bác hàn dây được như thế này. Đây hai dây này ra cái công tắc của nó là đây này. Đây, mình luồn vào đây. Mình hàn vào cái chân của công tắc này. Đây công tắc này. Bây giờ mình
nhấn đây lại đương nhiên là cái này sẽ hoạt động này. Bây giờ mình sẽ lắp nó vào nó an toàn. Đó, có chỉ hàn vậy thôi chứ không không mình không có phải tháo công tắc này gì, mình để này vẫn bật được này, đó vẫn bật được. Mình sẽ để mình công tắc này mình để sơ cua, còn cái này là mình nằm ra ngoài không sao cả. Đó. Lắp nó vào đây, cái này có cái lắp xuôi lắp ngược được đây, lúc trước đúng của nó là nó nằm xuôi này, giờ nằm ngược để cho nó. Cái này có xua 1.000 nhé. Cái này thì giá lúc trước mình mua thì lúc đấy nó là 2 triệu. Bây giờ nó rẻ rồi còn có triệu mấy à. Ok, đã xong. Đó, thì các bác nhìn này. Đó, mình sẽ cho nó vào đây. Đây là cái rắc cắm điện vào này. Điện nó ra này. Đây là cái cổng để cắm quạt này, tại vì mình cắm quạt này cho nó mát suốt thì nó không không phải chạy hai cái quạt của trong cái cục inverter này. Đây, và bây giờ ta tiến hành xong. Thì nó hơi rối một tí. Thì là bác nào mà phải đam hiểu về điện thì hạn chế, không biết thì tốt hết là cũng không nên nghịch nhá. Khuyên cáo, tại vì cái này em làm là nói chung là bác nào là biết chế cháo thì hãy dùng. Đó. Đơn giản vậy thôi. Mình lấy hai cái dây này là hàn với cái công tắc như hồi nãy em nói ra đây, cái này này vào cái này, tại vì bây giờ anh em bật cái thằng này lên này, đó là chuyển mạch cái này, đó bây giờ anh tắt nó đi này. Đó tắt đi này, đó là chuyển mạch sang điện nhà nước này. Đó, bây giờ em sẽ tiến hành em cắm này rồi, khi mà cắm cái này rồi thì đồng thời thằng này sẽ mở mạch, nó mở mạch để làm cho inverter sẽ chạy. Đấy. Trước mắt thì mình rút này ra trước đây, cho nó rễ đi, rễ tép này. Đó. Đấy. Khi cắm vào như này là inverter chạy này, đây em tắt này. Đó, đây em có tắt mở này là bằng con này luôn. Đây. Bấm này này. Đó, inverter chạy này. Tắt này. Đó, bây giờ mình cài đặt này. Ở đây là 11V6 này. Cái ngưỡng để nó mở tức là khi mà pin nó hết nó cạn xuống 11V5 thì đến 12V là sẽ tự mở cái này. Là mình để cho mình chủ động được khi buổi sáng là có nguồn điện phát là tự động nó mở lên cho mình. Đó thì đây. Rồi cái ngưỡng tắt cái này thì em để là 11V5. Mình để cho nó pin nó còn ý. Thế mà như cục pin này mà muốn để cho nó xài nó hết là nó khoảng 10V8 là nó ngắt đóng. Nhưng mà mình để 11V5 là lúc đó là cái pin này vẫn còn điện. Mình đã bảo vệ pin. Tức là mình chỉ xả khoảng tầm 80% pin thôi là nó bền. Bây giờ em sẽ cắm cái nguồn này thôi. Đó. Giờ hiện tại đã cắm nguồn rồi này. Đây là coi như bây giờ là nó chưa được bật này. Bây giờ mà em bật lên cái là bắt đầu nó auto luôn. Đã chuyển mạch thành công. Đã, nhìn cái bộ này thì nó hơi rối tí. Để bác nào đam mê chế cháo thì có thể học theo cách này của em. Nó rẻ. Mình mua cục pin này thì pin này nó đang khoảng tầm 4 triệu 9 này. Cục inverter này khoảng tầm 1 triệu 6 này. Cục sạc MVT này. Nó 1 triệu 7 này.
Đó. Thì bác mua lẻ như vậy với 3 tấm pin 300W thì mỗi tấm khoảng 1 triệu nữa. Đấy, là để mình làm một cái bộ năng lượng mini như này. Mà mình dùng gọi là chức năng hybrid luôn, tức là tự động chuyển mạch qua lại thì mình có thể mình điều chỉnh được cái đóng ngắt của bình. Tức là các bác có thể dùng cái bình 100A cũng được, bình 50A cũng được, hoặc là tùy theo bình. Thì mình có thể mình căn cái mức độ là mình xài như này là mình không phải đụng đến chạm với nó luôn. Vì khi có cái chế cái bộ như em như này rồi thì cái này em sẽ cho nó gọn vào, nhưng mà để làm video thì cho các bác xem nó dễ hiểu nhất. Trần Đông Đạt thì các bác muốn xem chế cháo dễ hiểu nhất thì em để ra ngoài rời như này. Đây thì các bác có thể đóng vào một cái hộp gọn lại, từ cái bỏ cục sạc này vô hết các thứ này bỏ vào trong một cái hộp thì nó gọn lại là ok. Nhưng mà đây em để này để cho các bác dễ hiểu, dễ hình dung nhất. Đó. Để mình dùng cái nguồn này, đây đây là nguyên bộ của em là như thế này. Đây, nguồn điện là điện nhà nước này, đi vào đây này, cấp ra này, vòng vào đây. Thì hiện tại là nguồn nhà nước đang không dùng này, giờ dùng năng điện mặt trời này. Để em tắt này đi cái này, tắt này, hoặc là có thể là khi mà cái pin này hết, khi cái pin này nó hết dòng điện nó xuống là 11V 5 là tự ngắt. Thì đến sáng hôm sau mà khi mà có nắng lên 12V nó lại mở. Đấy, nó sẽ như này. Đó, mất điện. Đó, cái này ở đây. Rồi. Rồi, ổ cắm này em nó lỏng, lỏng nó bị mất. Đó. Đây bây giờ em bật cái điện lên cái, coi như là cái CB nó tự động nó lên lại. Đó, chuyển mạch cực nhanh luôn. Nên nó không làm gián đoạn các hoạt động của các bác nhé. Rồi video em xin được kết thúc ở đây. Các bác có vấn đề thắc mắc thì có thể để lại dưới bình luận dưới video, em sẽ trả lời thắc mắc cho các bác đam mê chơi chế cháo. Cái này thật sự là bây giờ là bên ngành năng lượng mặt trời này thì bên nhà nước mình là không, tạm thời là sẽ không thu mua điện nữa, thì nên là các bác chỉ chuyển sang cái hệ độc lập này, chơi là ok nhất. Còn hệ hòa lưới thì những cái bác nào đã được đăng ký điện lực rồi á thì vẫn tiếp tục dùng hoặc nâng cấp thêm. Còn những ai mà chưa được lắp năng lượng mặt trời để hòa lưới thì bây giờ hiện tại nhà nước mình là không ký hợp đồng nữa, chưa ký hợp đồng, tức là chưa có cái giá cho năm nay, tức là nó chấm dứt từ 31 tháng 12 năm 2020. Thì năm nay đã là ngay nữa là 19 tháng 1 năm 2021 rồi, thì hiện tại là cái giá năng lượng mặt trời là không thu mua nữa. Nên các bác có thể chơi những bộ độc lập nhỏ như này, độc lập có thể đây là bộ em độc lập, là độc lập kích lên từ 12 lên 210. Nhưng các bác có thể chơi cái bộ độc lập là hòa lưới bám tải có lưu trữ đấy, thì tùy tùy theo cái hình thức chơi của mình sao cho nó hợp lý. Đây em chơi như này thì nó hay cái là khi mà nhà có cúp điện hay gì đó thì vẫn dùng được, mà hệ này nó nhỏ thì nó chỉ khoảng tầm hơn chục triệu là được một bộ như này rồi đấy, thì nhìn nó hơi rối vậy thôi. Thì em muốn làm video này cho các bác dễ hiểu nhất có thể. Đó, hai cái dây này mình hàn ngay cái dây công tắc ra, đây con led này. Đó, rồi đây hai cái dây này là dây tải của cái thằng cục sạc này cấp đây. Còn đây là cái mạch chuyển mạch này thì em video trước cũng có nói, có hướng dẫn làm, có thể xem lại. Rồi một lần nữa Hiền Trần xin cảm ơn các bác đã coi video này của em. Nếu thấy hay có thể chia sẻ cho người thân cùng xem, nhớ đăng ký kênh để em thực hiện những video tiếp theo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Đây, nhà nó hơi rối đồ nghe. Đồ chế cháo đây. Cho các bác xem. Đấy, còn cái thằng năng lượng mặt trời đây. Đây là một tấm pin đây. Cái mạch tăng áp này. Đây là mạch tăng áp chạy cho cái quạt này. Cái quạt này là chạy suốt này. Đó. Đó. Bên này đang là 13 volt này. Dòng sạc đang 1.8 này. Đó, đây là cái bình ắc quy này, bình là bình khởi động thôi, mình dùng tạm thôi. Không có tiền thì mình sẽ thay cái pin này. Đó, liệt lại qua đây thì đấy, các bạn đang đam mê chế nhá, hay đủ đồ chơi hay đủ đồ chơi chế cháo. Xin chào.